Ngay sau hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 COP26 vào năm 2021, Việt Nam đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện các cam kết với sự tham gia của thủ tướng chính phủ và các bộ ngành liên quan. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, mới đây, ông Alok Sama, Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, hoan nghênh chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch COP26 cũng đề cập đến những hình thức Vương quốc Anh có thể hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong lĩnh vực thích ứng và năng lượng, thông qua sáng kiến xanh, sạch, quỹ khí hậu xanh mà Hội đồng Chuyển dịch Năng lượng thuộc COP26 hiện đang tích cực điều chỉnh những hỗ trợ từ quốc tế để phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động chống biến đổi khí hậu toàn cầu, dự thảo quy hoạch điện 8 sẽ từng bước chuyển sang các nguồn năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch một cách phù hợp bền vững, cùng với các bộ ngành hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050. Những hành động này đã thể hiện quyết tâm chủ động của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ ứng phó với biến đổi khí hậu đã cam kết.